Hôm nay tiếp tục là một cái bộ sản phẩm nữa của Toto nha anh em. Anh em thấy nè, nó được sơn tĩnh điện nhám ha, màu xanh nè. Nhìn rất là đẹp nha. Anh em thấy không? Chi tiết nè, sơn rất là đều ha. Đây. Đây là cái chốt khóa của nó ha. Mở thế này. Rồi mình dỡ lên thôi. Rồi bây giờ mình sẽ xem bên trong nó là gì nha anh em. Đây. Đó, đây là một bộ sản phẩm cần siết cần tay nắm hoặc là cần tiếp để siết á, cần siết lực á được làm từ thép CRV anh em, đây nó giới thiệu nè, thép CRV. Và đây là những cái đầu tiếp đi kèm nè, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24. À, bây giờ mình sẽ xem ha. Thì cái bộ sản phẩm này gồm là 10 chi tiết, gồm 9 đầu tiếp và một cây cần siết tay nắm. Rất là đẹp nha, anh em thấy nè. Tô làm từ thép CRV Thì tất cả chi tiết đều là thép CRV nha anh em Từ cây cần cho tới những cái đầu tiếp Anh em thấy là rất là đẹp nha Thì thép CRV thì nó rất là chắc rồi Nào Anh em thấy đây có viên bi nè Để mình tháo ra tháo vô nó dễ á Nè đây cũng có ha Bây giờ mình sẽ thử ha Ở đây nó sẽ có hai cái đầu Một cái đầu thẳng và một cái đầu cong để mình có thể tùy biến mình sử dụng những cái trường hợp khác nhau nha anh em đây, gắn vô. Nó hơi cứng ha. Tương đối hơi cứng nha anh em, nhưng mà rất là chắc chắn nha. Nè anh em thấy nè. Đó, thấy không? Để mình gắn thử cái đầu này ha. Đây là cái đầu nhỏ nhất là cái đầu 12, 12 mm. 12 ly ha, 12 mm. Đây là cái đầu lớn nhất nè. 24 ml. Đó. Rất là chắc chắn nha anh em. Nó cũng không thể nào gớt được ha. Nên em yên tâm tại vì cái cục bi tròn nó đang giữ lại á. Đó. đó. Từ chúng ta sử dụng thôi. Đó, tháo ra. Để lại vào khay. Thì cái hộp này sẽ giúp chúng ta giữ không để bị lạc ha anh em. Những cái chi tiết của nó nè sẽ không để bị lạc khi sử dụng xong thì chúng ta chỉ việc để thế này thôi và đóng nắp lại rồi lại xong rồi cảm ơn anh em nha thì anh em có thể liên hệ đến nè anh em thấy nè cũng đâu rớt đâu ha chốt rất là chắc nha anh em cứ liên hệ đến số điện thoại hotline phía dưới phần mô tả hoặc là đến trực tiếp cửa hàng số 239 đường trần quảng na phường lợi quận ninh kiều thành phố cần thơ để xem sản phẩm ha chào anh em nha